Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của Hoàng Lam BB. Hôm nay anh Cương Dừa và anh Ấp Cù Sen đang đi làm công tác từ thiện ở tại Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang. Thì cái nơi mà anh Cương Dừa và anh Ấp Cù Sen làm từ thiện á các bạn, thì ở đây có gia đình có 6 đứa con. Trong đó thì có hai bé nó sinh được khoảng mười mấy tháng rồi, nhưng mà mẹ thì mới mất. Thì anh Cương Dừa với anh Ấp Cù Sen á, nghe hoàn cảnh thì cũng thấy thương, nên là hai anh ghé thăm và để tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của gia đình á như thế nào. Giờ xin mời các bạn cùng La Bibi mình đi vô trong đứng gần hơn với anh Cương Dừa và anh Ấp Cù Sen nha. Xin mời các bạn ơi, khi mà Hoàng Lam BB vô trong các bạn thì Hoàng Lam BB sẽ không có được nói chuyện nhiều, tại vì mấy anh đang làm clip giúp đỡ cho hộ gia đình này có hoàn cảnh khó khăn đó các bạn. Giờ mình chỉ được ngắm thôi và lắng nghe anh Cương Dừa với anh Ấp Cù Sen nói chuyện. Các bạn ơi, giờ Hoàng Lam BB xin được khép video ở đây, tại em bé nó khóc quá các bạn.